Chào mừng các bạn đã đến với lớp vẽ siêu dễ của Hai Hạt Kiều. Hôm nay lớp vẽ Hai Hạt Kiều sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cân lân. Nào, các bạn hãy chuẩn bị giấy, bút cùng vẽ cùng với lớp vẽ Hai Hạt Kiều nhé. Để vẽ đầu cân lân, các bạn hãy vẽ một đường thẳng từ trái sang phải. Vẽ một đường cong lên làm nửa hình tròn, vẽ hàm đầu cân lân. Vẽ thêm một đường cong nhỏ bên trong. Chúng ta sẽ vẽ mắt cân lân. Hãy sử dụng những đường cong như thế này. Hãy vẽ đường zigzag lên xuống để vẽ lông mày ở trên con mắt cong lân. Ở bên trong mắt cong lân, chúng ta có thể vẽ nhiều những đường cong khác nhau. Và một lát nữa các bạn có thể tô nhiều màu khác nhau trong những cái đường cong này. Vẽ đường xiên lên xiên xuống làm cái sừng. Vẽ mũi, hãy sử dụng một hình tam giác và vòng tròn nhỏ ở hai bên. Vẽ tay, hãy sử dụng đường cong lên, xuống. Tương tự như vậy, hãy làm cái tay bên kia. Ở bên dưới đầu cân lân, hãy sử dụng đường cong xuống để vẽ cái lưỡi cho cân lân. Ở bên trong nó, chúng ta có thể vẽ nhiều đường cong tương tự, càng lúc càng nhỏ dần. Sau khi đã vẽ xong lưỡi cân lân, ở phía dưới là vẽ những cái đường thẳng đơn giản để làm cái sợi râu. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vẽ cái thân cân lân. Ngay chỗ cái đầu lân, hãy vẽ một cái đường thẳng. Và khi kéo gần về phía sau thì hãy vẽ đường cong xuống dưới. Sử dụng đường cong, sóng nước để tiếp tục hoàn chỉnh cho cái thân. Tiếp tục vẽ thêm một cái đường lượn sóng ở bên trên cái thân của nó. Ngay chỗ cái vị trí đường lượn sóng này, đó chính là cái đường viền màu mà một lát nữa chúng ta sẽ làm cho cân lân được nổi bật hơn. Ở bên trong cân lân sẽ có hai người đang múa lân. Vì vậy, ngay cái chỗ sợi râu, chúng ta hãy vẽ một cái đường thẳng nhỏ. Thêm một đường thẳng nữa, chúng ta hãy nối lại. Trên cái thân người này có đeo một cái sợi dây thắt lưng, hãy vẽ một cái đường thẳng. Thêm một đường thẳng nữa và cho cái sợi dây thắt lưng đang bay ra ở phía ngoài. Dùng đường thẳng kéo xuống. Hoặc chúng ta có thể sử dụng đường xiên. Thêm một đường xiên nữa, nối lại và một cái chân. Bây giờ cái chân kia nó sẽ khác cái chân này một chút là nó đang hơi co lên và đang chạy. Cho nên là các bạn hãy sử dụng một cái đường cong kéo lên về phía bên phải. Thêm một đường cong như vậy nữa, nối lại. Và hãy thêm một cái đường cong nhỏ ở phía dưới làm cái bàn chân. Tương tự như vậy, chúng ta hãy làm với cái người thứ hai. Bây giờ chúng ta có thể vẽ thêm cái nhân vật phụ. Ví dụ như là cái anh chàng đánh trống. Thì để vẽ người đánh trống thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái trống trước. Hãy vẽ một cái đường thẳng ở bên trên. Hãy vẽ một cái đường thẳng ở phía dưới. Chúng ta sẽ nối hai cái đường thẳng này bằng một cái đường cong. Sau đó sử dụng những cái đường zigzag lên xuống để nối lại. Vẽ cái đầu hình tròn. Thêm chi tiết tóc, mắt, mũi, miệng. Vẽ một đường thẳng nhỏ làm cái cổ và vẽ phần mình bằng một cái hình chữ nhật. Cái tay đánh trống thì một tay giơ lên và một tay giơ xuống, thì chúng ta có thể sử dụng đường thẳng hoặc đường cong tùy ý các bạn. Đừng quên cái dùi đánh trống nhé. Bây giờ chúng ta hãy đến một cái nhân vật rất là vui tươi trong đội múa lân, đó chính là ông Địa. Thì để vẽ ông Địa chúng ta sẽ sử dụng hình tròn để làm phần đầu và thêm các chi tiết mắt mũi miệng vào. Và tương tự như vậy, để vẽ cái nhân vật này thì các bạn vẫn sẽ lưu được những hình căn bản đơn giản thôi, như là cổ bằng đường thẳng. Đối với cái phần mình thì nó hơi tròn chút xíu nên chúng ta sẽ cho cái phần mình này nó hơi lớn hơn chút xíu. Sau đó chúng ta sẽ thêm cái tà áo bằng những cái đường xiên ra như thế này.
Hãy vẽ thêm chi tiết cho bức tranh của mình được hoàn chỉnh hơn. Nó có thể là cái địa điểm đang diễn ra cảnh múa lân này đang ở đâu. Bây giờ mình đã vẽ hoàn chỉnh rồi, các bạn hãy chọn những cái màu sắc tươi sáng để tô màu cho con lân. Con lân là một vật tượng trưng cho sự may mắn, chính vì vậy nên chúng ta hãy chọn những cái màu sắc tươi, vui và rực rỡ để tô cho con lân. Một lát nữa sau khi tô xong, cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm pháo hoa đơn giản và hiệu quả nhất. Các bạn đừng vội tắt nó nhé. Cô sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hiệu ứng pháo hoa trên bầu trời. Để làm pháo hoa, các bạn hãy sử dụng một cây bút lông hoặc chính cây bút màu mà các bạn đang xài đó, chấm một vòng tròn. Sau đó, vẽ những cái đường thẳng ngắn nhỏ xung quanh cái vòng tròn đó. Tương tự như vậy, làm thêm những cái đường thẳng ngắn nhỏ đó, thêm một lớp bên ngoài nữa. Sử dụng cây bút đó, mình sẽ chấm những cái vòng chấm nhỏ xung quanh nó. Nhưng mà hãy đổi sang màu khác, kết hợp thêm màu khác nữa thì nó mới hiệu quả. Còn nếu như các bạn chỉ sử dụng một cái màu như thế này thôi thì cái màu của mình nó sẽ thực sự không có được quá nổi bật, nó sẽ cảm giác nó hơi bị buồn, cho nên là nên sử dụng thêm một màu khác để chấm những cái chấm nhỏ trên cái pháo lông như thế này. Đây là một cách rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được, nhưng mà cái hiệu quả nó mang lại cực kỳ là tốt, làm cho bức tranh của các bạn cực kỳ đẹp hơn. Để làm pháo hoa này, các bạn nên sử dụng nhiều cái màu khác nhau cho bức tranh của mình nó tươi vui hơn, không nên sử dụng một màu. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài học vẽ lần sau.